Trong khi đó, tại cửa khẩu biên giới giữa Peru và Chile, sau khi bị chặn lại trong nhiều ngày, hôm thứ Ba ngày 2 tháng 5, nhiều người di cư đã gây cản trở trên tuyến đường cao tốc nối liền hai nước để yêu cầu cho họ thông quan sang phía Peru. Đa số người di cư bị kẹt lại là công dân Venezuela. Họ đang tìm cách đi bộ từ Chile qua Peru để trở về nhà. Do bị chặn lại, nhiều người phản đối bằng cách nằm dưới đất trên đường cao tốc xuyên Mỹ, nối liền Tacna của Peru và Arica của Chile. Hàng ngàn người di cư đã mắc kẹt 19 ngày qua tại khu vực biên giới ở phía Chile và không thể sang phía Peru. Thời tiết ở đây khắc nghiệt do nằm trong sa mạc Atacama, một trong những sa mạc khô cằn nhất hành tinh với cái nóng gay gắt vào ban ngày và lạnh dữ dội vào ban đêm. Nhiều người đã lén lút vượt biên và gây bất ổn ở Peru. Rất nhiều vụ việc gây xáo trộn đã xuất hiện ở thị trấn của chúng tôi. Người lạ mặt nước ngoài đột nhập vào trang trại, vào nhà dân và xảy ra nhiều vụ mất mát. Chúng tôi đã ghi nhận nhiều vụ việc và báo với bên cảnh sát. Chính phủ Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới vào tuần trước nhằm thắt chặt chính sách nhập cư. Những người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ có thể bị trục xuất. Khoảng 1.500.000 người Venezuela sống ở Peru, hầu hết nhập cảnh kể từ năm 2017 khi quốc gia này cấp giấy phép cư trú tạm thời. Nhiều người chưa đăng ký hay hợp thức hóa tình trạng của họ. Ước tính cũng có khoảng 300.000 đến 400.000 người di cư không có giấy tờ ở Peru, quốc gia có tổng dân số 33 triệu người.